Mấy bà, sáng nay không biết là có cái chuyện gì nữa mà tự nhiên ngủ dậy á, cái thấy nó vui vui trong lòng sao á, kiểu nó bừng tỉnh luôn mấy bà. Uống nước lọc ở trong cái ly năm cũ này cũng thấy ngon nữa. Rồi tự nhiên cái mặc đại cái áo hoodie ba cũ vô nhìn thấy cũng đẹp. Rồi không biết có chuyện gì vui nữa mà tự nhiên cái lôi mười mấy cái hộp plastic ra lao. Tự nhiên cái kiểu thấy nó yêu đời mà nó cũng sảng khoái á mấy bà. Rồi tự nhiên cái lôi cái đống plastic ra, lau lau chùi chùi, bấm bấm. Mới để mấy bữa hơi hơi có bụi thấy cũng buồn buồn á, cái hôm nay nhìn thấy trong lòng nó vui vui á, là việc nhà cũng thấy yêu đời nữa. Không biết mấy bà thấy sao chứ. Tự nhiên cái cái cười hoài vậy mấy bà. Rồi cái tự nhiên cũng có hứng lôi mấy cái thẻ học sinh này ra lao. Yêu đời quá mấy bà, tự nhiên cái ABC, tự nhiên cái nó đố re mi quá mấy bà. Rồi giờ yêu đời quá, giờ chắc cũng phải lấy cái khăn này đi tắm cho nó bớt yêu đời. Lần đầu tiên nhóm Blackpink tái ký hợp đồng. Lần đầu tiên nhóm Blackpink tái ký hợp đồng. Tái ký rồi thì chắc là sẽ sớm có album, sẽ sớm có MV, sẽ sớm có world tour. Và lần này thì chắc chắn là phải có Sài Gòn đúng không mấy bà? Gáy lên mấy bà ơi, gáy lên mấy bà ơi.